Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, ở cái thức phim hôm nay thì cháu Lực muốn chia sẻ là một chút về cái thời gian vừa qua khi mà xảy ra ở trên Hà Giang của bác ạ. Và phải nói là đặc biệt là ở trên vùng cao, là thời lượng mưa kéo rất là dài, cho nên là có những cung đường và có những cái nơi thì đã bị sạt rất là nhiều. Thậm chí là có những cái nhà thì có thể là sau một đêm thôi là trắng tay, là có thể nói là đất sạt lở xuống, là chôn vùi đi là một cái ngôi nhà, có thể là dần đến là ngôi nhà đó là tay trắng luôn các bác. Và hiện tại thì cháu Lực đang ở một cái nơi mà phải nói là nhìn cái chỗ này là sạt lở là rất là nguy hiểm các bác. Ở đây thì cháu Lực sẽ ghi hình một chút đoạn phim từ trên cao cho các bác cùng biết và cùng xem. Phải nói là vào cái thời điểm này khi mà các bác lên vùng cao thì các bác rất là hết sức là cẩn thận các bác nhá. Nếu như các bác có đi du lịch hay là lên trên Hà Giang có công việc gì thì các bác phải nhớ rằng là một điều là khi mà các bác lên thì phải cực kỳ là để ý. Bây giờ các bác xem dự báo thời tiết ấy, đôi lúc là nó cũng không có chuẩn được lắm đâu các bác ạ. Lượng mưa thời gian này thì là kéo dài rất là nhiều, cho nên là có thể tính đến là ở riêng khu vực Hà Giang thôi đã gọi là như là bị về cái trận mưa của năm nay rồi các bác. Năm nay thì nói là phải nói là một cái cơn mưa cũng như là một cái lượng mà thiên tai kéo rất là dài. Thì hầu như là bà con lên thì các bác nhìn thấy rằng là lên là còn phải là dùng tay dùng chân này, chống xe thì là xe mới đi được. Nếu mà cái con đường này là ai tay yếu là không có đi được đâu. Ở trên này thì vừa rồi cháu Lực nhìn thấy là đá trên kia là sạt xuống rất là nhiều. Có lẽ là cháu Lực sẽ không có đứng ở đây để mà ghi hình nhiều nữa các bác. Cháu Lực sẽ ghi hình một đoạn flycam cho các bác là cùng biết một chút thông tin là hiện tại là trên vùng cao thì đá nó bị ảnh hưởng thiên tai là như thế nào các bác nhé.